Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Gián điệp Israel ở Iran. Vụ ám sát ông Haniyeh chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện bên trong lãnh thổ Iran. Israel từ lâu đã thực hiện các hoạt động phá hoại thông qua cơ quan tình báo Mossad bên trong Iran. Vụ việc mới làm dấy lên câu hỏi, làm thế nào Israel có thể thu thập thông tin tình báo chi tiết tới vậy? Đây là sự xác nhận về điều mà tất cả chúng ta đều biết từ lâu, mức độ thâm nhập sâu rộng của Israel vào các cơ quan an ninh Iran, ông Aras Azizi, giảng viên cao cấp tại Đại học Clemson ở Mỹ cho biết. Trái ngược với giới lãnh đạo quân sự của Hamas, ông Haniyeh là một nhân vật khá nổi bật trước công chúng khi ông thực hiện nhiều chuyến đi ra nước ngoài, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đã hội đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan gần đây nhất là vào tháng 4. Chúng tôi biết rằng Israel có gián điệp và do đó có tình báo ở Iran. Vụ ám sát này cho thấy toàn bộ hệ thống tình báo của Israel được phát triển rất tốt để nắm bắt tất cả thông tin và từ đó cho phép tiến hành loại hoạt động như vậy, bà Levallois cho biết. Nổi tiếng nhất, theo tờ New York Times, là vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát vào năm 2020. Ông Fakhrizadeh bị sát hại bằng một khẩu súng máy được các điệp viên của Mossad lắp ráp gần nhà ông và sau đó bắn từ xa sau khi họ rời đi. Cũng theo New York Times, nhân vật số 2 của Al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, còn được gọi là Abu Muhammad al-Masi, đã bị hai người đi xe máy bắn chết tại Tehran vào tháng 8 năm 2020. Vòng xoáy căng thẳng hiện tại bắt đầu từ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, đồng thời châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza. Hồi tháng 4, sau cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào Israel, một vụ nổ đã phá hủy radar của hệ thống phòng thủ tên lửa F-300 do Nga cung cấp ở miền trung Iran. Israel được cho là đứng sau vụ tấn công. Cách thức tiến hành tấn công khi đó không hoàn toàn rõ ràng. Các thông tin cho rằng có ít nhất một tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu bên ngoài Iran và các máy bay không người lái tấn công nhỏ có thể được phóng từ bên trong Iran để gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của nước này. Sức mạnh Hamas ra sao sau 9 tháng xung đột? Sau 9 tháng xung đột với Israel, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas vẫn là bên kiểm soát gần như toàn bộ chính quyền dân sự giải Gaza. Thực tế này minh chứng cho phạm vi hoạt động và khả năng phục hồi của Hamas, cũng như những hạn chế trong kế hoạch của Israel nhằm loại bỏ nhóm vũ trang này, theo tờ The Washington Post. Hàng nghìn cuộc không kích đã giết chết không chỉ lượng lớn chiến binh và chỉ huy, mà cả cảnh sát, dân sự và nhân viên từ mọi cấp bậc của Hamas. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào ngày 24 tháng 7, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ chiến đấu cho đến khi phá hủy được năng lực quân sự của Hamas và sự quản lý của nhóm này ở Gaza. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, khi luật pháp và trật tự tại Gaza sụp đổ, Hamas vẫn giữ được một số nhóm quyền lực và đã nhanh chóng khôi phục được lực lượng ở những khu vực mà lực lượng Israel rút lui. Các quan chức địa phương vẫn kiểm soát một mức độ nào đó đối với nền kinh tế, cung cấp các dịch vụ hạn chế cho các khu dân cư bị xung đột tàn phá, thậm chí có thể tấn công những người chỉ trích họ. Sự bền bỉ của Hamas đã nới rộng rạn nứt giữa ông Netanyahu và lực lượng phòng vệ Israel khi lực lượng này cho rằng Hamas không thể bị đánh bại. Hamas là một ý thức hệ. Bất kỳ ai nghĩ rằng chúng tôi có thể loại bỏ Hamas đều sai, ông Daniel Hagari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel nêu quan điểm. Lãnh đạo tối cao Iran ra lệnh tấn công trực tiếp Israel sau vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát. Tờ The New York Times ngày 31 tháng 7 dẫn nguồn tin từ ba quan chức Iran rằng lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel sau vụ lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran. Theo Hamas, ông Haniyeh bị tấn công bằng đạn dẫn đường trên không vào 2 giờ sáng 31 tháng 7 giờ địa phương khi đang ở nhà riêng tại Tehran. Iran và Hamas đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công, Israel từ chối bình luận. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên nói với The New York Times rằng chỉ thị tấn công Israel được ông Khamenei đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm 31 tháng 7. Trước đó cùng ngày, ông Khamenei tuyên bố rằng Iran có trách nhiệm phải đáp trả vụ ông Haniyeh bị ám sát vì ông này bị giết bên trong lãnh thổ Iran.
các người đã giết hại vị khách thân yêu của chúng tôi ngay trong nhà chúng tôi và giờ đây chính là hình phạt khắc nghiệt dành cho các người, ông Khamenei nói. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ngày 31 tháng 7 tuyên bố rằng Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng khắc nghiệt và đau đớn từ Iran sau vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát. Chắc chắn tội ác này của chế độ Do Thái sẽ phải đối mặt với phản ứng gay gắt và đau đớn từ mặt trận hùng mạnh và to lớn của phong trào kháng chiến, đặc biệt là Iran, theo IRGC. Bên cạnh vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát, Trung Đông đang căng thẳng vì cái chết của ông Fuad Shuk, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon, sau vụ không kích của Israel hôm 30 tháng 7. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước toàn dân, nói rằng Israel đã giáng những đòn chí mạng vào kẻ thù trong vài ngày qua nhưng không đề cập cái chết của lãnh đạo Hamas. Ông Netanyahu lưu ý rằng Israel đang phải đối mặt với những ngày đầy thách thức. Chúng tôi sẽ giải quyết hết những kẻ làm hại chúng tôi, những kẻ thảm sát con em chúng tôi, những kẻ giết hại công dân, làm tổn hại đến đất nước của chúng tôi, Thủ tướng Israel cảnh báo. Về phía Hamas, nhóm này ngày qua đã có những hành động để đáp trả việc ông Haniyeh bị ám sát. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, cho biết đã thực hiện hai hoạt động bắn phá gần thành phố Hebron ở bờ Tây, Palestine, nơi có người Israel sinh sống. Lữ đoàn Al-Qassam nói rằng vụ tấn công là sự khởi đầu cho một phản ứng nhanh chóng trước vụ ám sát hèn nhát nhằm vào ông Haniyeh. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận một dân thường trúng đạn sau vụ việc. Israel, Hezbollah bên miệng hố chiến tranh. Thời gian gần đây, xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon leo thang phức tạp khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện. Diễn biến mới nhất là vụ Israel ngày 27 tháng 7 cáo buộc Hezbollah nã khoảng 30 quả rocket vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 người chết, 44 người bị thương, hầu hết là trẻ em từ 8 đến 15 tuổi. Israel nói rằng đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi hai bên bắt đầu các cuộc đụng độ xuyên biên giới vào tháng 10 năm 2023. Bất chấp việc Hezbollah kiên quyết phủ nhận có liên quan vụ tấn công, lực lượng phòng vệ Israel ngày 28 tháng 7 cho biết đã không kích vào các mục tiêu của Hezbollah sâu bên trong lãnh thổ Lebanon. Tình hình hiện tại đặt ra câu hỏi rằng liệu Israel và Hezbollah có đi đến bờ vực chiến tranh hay không và hai bên có thể làm gì để ngăn chặn cuộc chiến tiềm tàng này? Có giải pháp nhưng không dễ dàng. Giải pháp khả dĩ nhất để ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah leo thang chính là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, tiến đến giải quyết vấn đề Palestine theo The Conversation. Hezbollah cam kết sẽ ngừng các hành động thù địch nếu Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho đến nay vẫn phản đối điều này, thế nên một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza khó có thể đạt được trước khi căng thẳng ở biên giới Israel-Lebanon tăng thêm. Một kịch bản khác là Israel và Hezbollah tiến tới thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đây sẽ không phải là một lựa chọn dễ dàng cho Hezbollah. Trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt thế bế tắc với Hezbollah, Israel đã yêu cầu Hezbollah rút lui về phía sau vùng đệm 10 km từ biên giới với Israel. Đây là một yêu cầu khó chấp nhận với Hezbollah, thế nên nhóm này đã từ chối đàm phán với Israel cho đến khi xung đột ở dải Gaza chấm dứt, tờ The Times of Israel đưa tin. Mặt khác, việc Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel có thể tạm thời chấm dứt bạo lực ở biên giới Israel-Lebanon nhưng không có gì đảm bảo bạo lực sẽ không tái diễn trong tương lai. Ngoài ra, vị thế của Hezbollah ở cả Lebanon và khu vực Trung Đông phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của nhóm này trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn. Thế nên, việc chấp nhận đàm phán với Israel mà không quan tâm số phận của người Palestine ở dải Gaza và bờ Tây có thể ảnh hưởng vị thế Hezbollah ở Lebanon cũng như toàn bộ cộng đồng Hồi giáo ở Trung Đông. Giới quan sát hy vọng rằng nếu hai kịch bản về thỏa thuận ngừng bắn ở trên không đạt được, Israel và Hezbollah sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công mang tính kiềm chế như trước nay. Vài tháng qua, ông Amos Hochstein, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, đã thực hiện nhiều chuyến công du đến Lebanon và Israel để xoa dịu tình hình. Chuyên gia cho rằng, ông Hochstein cũng như các nhà trung gian hòa giải cần tập trung vào việc kiềm chế các cuộc tấn công của Israel vào các trung tâm đô thị phía nam Lebanon vì các cuộc tấn công kiểu này rất có thể thúc đẩy Hezbollah leo thang phản ứng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!